trước đây thì sức khỏe của em vẫn bình thường, em vẫn đi làm bình thường, nhưng sau một thời gian, sau một một hôm đi làm tên là Thông, tên là Hải Dương ạ. Tất cả các bạn mình hiện tượng mình đến người phải. Tên là Đạt, em đến từ Nghệ An ạ. Mình là Yên, mình đến từ Bình Phước. Chào bạn. Thoa, mình đến từ Nghệ An. Chào mọi người. Em là Vân, em đến từ Hà Nội ạ. Chào mọi người, mình ơi, mình là từ Nghệ An. Trời nắng to.
rời. Đất ơi là đất. À, đây đây, sao chúng mày vất vương vất vải thế này? Rời đất quỷ thần ơi, xuống đây mà chứ giá. Phí cái con già này, năng nỉ ỉ ôi. Phải đi xin từng củ khoai, phải nhặt từng hạt thóc, phải bới, phải móc, lúc chảy, lúc bò. Vậy mà chúng nó xem như cục gạch, cục đá, bò lăn, bò lóc. Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình, ba đội cả trời nắng to. Ah!